Xin chào các bác nhé, chào mừng các bác đã trở lại với trang Kính Cổ Kính Xưa. Trước tiên thì rất cảm ơn các bác luôn luôn quan tâm tới em, ủng hộ em. Các bác nào mà chưa kênh của em thì các bác hãy nút đăng ký kênh màu đỏ bên góc phải mình bên dưới. Và các bác hãy nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi lên video thì các bác sẽ có được nhận một cái tin nhắn tút tút báo rằng là em vừa mới lên video. Vì ngày nào, hàng ngày em đều lên video. Để tránh mất thời gian thì em vào phiên ngày hôm nay cho các bác. Phiên ngày hôm nay thì em có một cái kính đó là Đốc Bồ La Mi, mắt màu xanh gam uống. Cái kính này của Pháp được sản xuất giai đoạn 1950-1960. Trước tiên thì đi tổng quan bên ngoài trước và sau đó là đi chi tiết bên trong. Cái kính này là size 140. Các bác nào mà xem video cảm thấy nó mờ, nó không rõ ràng thì yêu cầu em chụp ảnh ngoài trời. Em sẽ chụp từ 30-40 kiểu kèm theo video ngoài trời để phản ánh đúng chân từng chân thật nhất của cái kính đó. Các bác nào ở Hà Nội có thể qua địa chỉ nhà em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0916566826, cũng là số điện thoại Zalo của em. Các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm rằng em sẽ gửi phương tiện bưu điện ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện gì nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp phí gửi phương tiện đó. Thời gian gửi là từ 1 đến 2 ngày, chậm nhất là 3-4 ngày tùy theo thiên tai, dịch bệnh, bão lũ ạ. Cầu giữa thì nó có cái chữ một thiện phương rất là nhỏ, có mở người ta có cái lúc nhìn này đẹp. Ở bên càng phải thì nó có số là 20/1000 phin đo. Kính nguyên zin toàn bộ nha, độ mới trên 90%. Mức độ đặt cái ve thay rồi. Lại nguyên zin hết. Đây là dòng phin đo bọc vàng của Pháp, dán và trứng. Những cái dòng này thì là những thập niên 50-60 thì rất là chuộng cho một số những cái dân đi picnic cũng như là đi dã ngoại. Họ thường đem cái kính này đi dã ngoại để chụp ảnh đấy ạ. Và đặc biệt là trên những cái du thuyền thì người ta rất hay đeo những cái dòng kính này. Các bác để ý những bộ phim cổ điển của Pháp ngày xưa thì các bác sẽ thấy được ngay được. Nếu bác nào mà đã có điều kiện mà đã sang bên Pháp thì các bác sẽ hiểu được, tìm hiểu đôi chút về lịch sử Pháp giai đoạn là 1930, 40, 50, 60, 70 thì các bác sẽ hiểu ngay được. Về hình thức bán hàng cũng như giá giấc thì em có mô tả nó rất rõ bên dưới video, tức là mô tả chi tiết về cái kính hay cái sản phẩm về đồ cổ đồ xưa, kèm theo là địa chỉ, số điện thoại, Zalo, giá cả. Đó là cái giá trị. Và bên dưới nữa thì là hình thức mua bán, giờ bán hàng. Hình thức là các bác nào chuyển khoản thì em bao ship, các bác nào chọn hình thức ship code thì vui lòng đặt cọc 100k. Đó là quy định bên em. Về còn giờ bán hàng thì là từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, nên từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối tất cả ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào kể cả ngày lễ ngày Tết. Với điều kiện là các bác vui lòng điện thoại trước, tránh tình trạng đến đột xuất vì em hay đi vắng, cũng như là đi gửi hàng, đi giao lưu đồ cổ đồ xưa với rất nhiều các bác khác, anh em bạn bè người thân khắp mọi miền của đất nước. Đôi lúc em đi 1-2 tuần nên các bác điện trước thì em sẽ chuẩn bị thời gian liên kết các bác đón từ xa, cũng như dành túi là thời gian để lắng nghe thấu hiểu các bác gì nói, cũng như là các bác muốn hỏi về cái gì đồ cổ đồ xưa thì em sẽ tư vấn cố vấn làm sao các bác không mua bán ở chỗ em thì mua bán ở nơi khác nó tự tin, cũng như là vấn đề là chuyển khoản nhận tiền. Vì một số bác là có khuynh hướng là hay dùng tiền mặt thì cũng được, nó đảm bảo an toàn hơn. Nhưng mà nếu mà mình có cái kinh nghiệm về mua bán cũng như chuyển khoản nhận tiền nhận khoản đấy thì là mình có thể sau này đi ra nước ngoài là rất là tự tin, ngẩng cao đầu luôn, mua bán bất kể cái món đồ gì, đồ ao gì đó, đồ ao đồ xưa hoặc đồ ao mới là mình sẽ rất là tự tin khi đã nắm được quy trình chuyển tiền cũng như quy trình nhận tiền của các ngân hàng trong nước cũng như ngoài nước. Và đó là cái giá trị mình nói.
kính nó rất là mới, rất là đẹp nhá. Vâng. À, về giá cả những cái này thì rất là êm ái. À, giá giao lưu đây đều là những cái giá ngày Tết, và giá ngày Tết bao giờ nó cũng là giá rất là êm ái. Một cây phin đo bản khá to nhá, mà có giá là 4.600.000. À, sản phẩm bán ra là bao chiếc bao test toàn cầu, các bác yên tâm về giá cả trên sản phẩm. Và các bác nào đến với em rất nhiệt tình, chân thành thì cái tính giá em sẽ đao xuống, và thứ hai là em sẽ xây dịch cho các bác. Đấy, vì những ngày Tết này thì bắt đầu từ em sẽ tính bắt đầu từ là người theo cái yêu cầu một số bác, là cũng như là dịch bệnh như là không đi lên được, không lên nhà em được, thì là muốn là cái có nhiều sự lựa chọn hơn, thì em sẽ để cái thời gian dài ra, có nghĩa là em sẽ lui xuống là tận 10 dòng, là sẽ cho những cái giá Tết chơi du xuân, giá giao lưu vui là chính, mua bán chỉ là thứ yếu. Giá các bác là 4.600.000 nhé, các bác là đến với em chân tình, nhiệt tình chân thành thì em sẽ giá đưa cho cái giá cực tốt để các bác chơi Tết du xuân. Với quan điểm của em là vui lòng khách đến, hài lòng khách đi. Thứ hai là những ngày chơi Tết du xuân là phải mua được những cái món đồ nó ưng ý mà giá cả hợp tình, hợp lý, hợp ví. Đấy, rẻ là cái tốt, thì đó mới là một cái gì đó là niềm vui hân hoan hoan hỉ. Chứ nhiều nơi là những ngày Tết này bán là chặt chém người ta, ví dụ như đặc biệt là các hàng ăn, những cái quán như bát bún bát phở toàn 100-200.000 bát. Đặc biệt vào những cái lễ hội, những cái quán ăn này, bát bún bát phở cứ 100-200.000 bát, chặt chém người ta quá. Đó, hoặc cũng có những cái món đồ rất là vô duyên vô lý, giả thuốc đông y nọ đông y kia, chữa bệnh nọ bệnh kia mà bán mấy triệu, chặt chém người ta quá. Cái quan điểm của em không có nhé. Đấy, là những ngày Tết phải mua được cái bán, mua bán phải được cái giá tốt, hợp tình hợp lý và giá rẻ, thì chơi Tết du xuân nó vui vẻ hoan hỉ, và có niềm vui với nó sẽ nhân được rất nhiều trong năm. Đó là cái giá trị em muốn nói với các bác rằng, đấy quan điểm của em là cho đi để nhận lại. Đấy. Thứ hai là em thì em làm về hành chính rồi, nhưng cái đồ cổ đồ xưa đó là cái nghề tay trái của em, nhưng mà cái niềm vui sở thích cái gu của em, cho nên là mua bán chỉ thứ yếu thôi, vui làm chính và giá cả thì có thể thương lượng. Đấy, và luôn luôn cho các bác là cái giá tốt nhất có thể, đặc biệt vào những ngày đầu xuân năm mới thì giá sẽ rất là êm ái. Đấy, 4.600.000 nhé, sản phẩm bán ra luôn được bao chích bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ. Các bác ở mua đâu mua, các bác hay đến cái nơi mua bán lâu năm có thương hiệu uy tín, đặc biệt đó là công khai địa chỉ rõ ràng rành mạch, tránh tình trạng là mua ở cái nơi ví dụ như là địa chỉ nói không rõ ràng, hoặc là hẹn chỗ nọ hẹn chỗ kia, ví dụ hôm nay thì hẹn ở đường này, hẹn mai thì hẹn đường kia, ngày kia thì hẹn ở tòa nhà này, ngày kia thì hẹn tòa nhà khác, chân tòa nhà này chân tòa nhà kia, quán cà phê này quán cà phê kia, không bao giờ đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Em khẳng định 100% các bác rằng lên, em đã thử nghiệm rất nhiều nơi rồi, với kinh nghiệm em mua bán đồ cổ trên 20 năm ở ngoài thị trường Trinh, đó là một quầy nhỏ ngày xưa của em bóng ngành đó, sau đó là em lùi vào trong nhà. Đấy, trong nhà thì em triển khai kênh YouTube trên 5 năm, nhưng thời lượng lên sóng ít hơn so với một số cái shop khác, bởi vì là người ta làm thường xuyên, em thì bận công việc chính, em không câu like câu view. Hữu sản, quan điểm em là hữu sản thiên hương, cho nên là cái lượng kênh đăng ký theo dõi thì khoảng 1.500 người thôi. Nhưng mà em mua bán với em là em đảm bảo tính pháp nhân pháp lý, và em khuyến cáo là luôn luôn đến nhà. Thứ nhất là biết nhà biết cửa, thứ hai là các bác sẽ có nhiều cái sự lựa chọn hơn, kính bút cũng như là đèn dầu, một số đồ gốm sứ khác nữa, thì các bác sẽ được có nhiều lựa chọn hơn. Mình không có thể là ưng món này mình sẽ ưng món khác. Đấy, và mình không ưng được thì mình có thể hỏi, mình sẽ tìm hiểu cái món đồ cổ là đồ cổ xưa. Sau này đi mua chỗ nào mua chỗ khác, mình luôn luôn tự tin về kiến thức, đặc biệt là cái phần đấy chuyển khoản cũng như là nhận tiền tài khoản. Em cũng đã có nói rất nhiều video để cho các bác làm sao là sau mà đi ra nước ngoài là có thể mua bán được về vấn đề chuyển khoản, chứ tránh tình trạng tiền mặt đi ra nước ngoài cầm tiền mặt đi là hay bị móc túi ở nước ngoài, đặc biệt là châu Âu móc túi dàn dạch, nó dàn cảnh cái vụ cướp cũng buồn cười lắm. Vì trên thời lượng trên video là em không thời gian để nói hết về cái chi tiết của cái vấn đề đó, vì tất cả là em cũng đã có cái trải nghiệm qua rồi, và em đã đi nước ngoài cách đây 10 năm trước rồi, thì em đã biết được như thế nào và có đôi chút kinh nghiệm thì em cũng chia sẻ. Và trên video thì không có thời gian, thì các bác nào đến nhà thì em sẽ nói sâu chi tiết hơn cái vấn đề về chuyển khoản hay nhận tiền, hoặc là vấn đề đồ cổ xưa.
thì sẽ nói chi tiết hơn, cụ thể hơn. Đặc biệt là các bác nào cũng em chân tình chân thành thì cũng chia sẻ hết cả gốc rễ luôn, nó dễ. Tại vì là mua bán với nhau nó phải hiểu nhau, nó phải rõ ràng chi tiết. Mọi thông tin chi tiết của cây kính là em ghi bên giấy video kèm theo là địa chỉ nhà, số điện thoại Zalo, giá cả, hình thức mua bán, giá bán hàng như nào, đều ghi rõ bên giấy video. Đây là phin đo quả trứng nhé, được sản xuất giai đoạn 1950, mắt màu xanh rang uống. Các bác nào mà không thích mắt màu này thì có thể thay mắt màu trà nhạt, trà đậm, tùy theo ý thích, tùy theo sở thích. Nhưng không nhất thiết là mình phải mắt xanh. Đây là mắt xanh, cái em đánh hạt từ kia về nó còn nguyên mắt này, thì em giữ nguyên. Nhưng bác nào mà cảm thấy không thích mắt màu này thì mình chuyển sang mắt màu khác, màu trà nhạt, trà đậm, màu cánh gián nhạt, cánh gián đậm. Thì là tùy theo những cái khuôn mặt sở thích của các bác. Thì có một số bác là chắn cao vuông rộng sân đình, rồi cũng như là mặt vuông chữ điền ấy, thì thường thường là các bác là thích thêm cái dáng phong khắc đòn gánh, cũng như là thích mắt trà. Đấy là có những bác là thích như thế, nhưng có những bác là thích mắt màu xanh. Đấy là cái cá tính sở thích của từng người. Kính còn rất là mới, rất là đẹp nhé. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao chiếc bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ, các bác yên tâm về giá cả và chất lượng sản phẩm. Đấy. Còn các bác em đã nói rất nhiều về cái trường hợp như là mua bán ở những một số cái trang mạng khác, đặc biệt là Facebook ấy, nhưng có những cái phần mà họ lập cái nick ảo, nick giả, như em chứng kiến ở năm ngoái là những cái nick ở Facebook của Nguyễn Thanh với cái Thanh Hương ấy bán toàn đồ kính Hồng Kông, kính Trung Quốc, kính giả cổ, rất nhiều người mua phải. Đấy, vì sau đấy anh em xem cái nhìn biết ngay là mua kính giả, vì hẹn nhau toàn nửa đường, hẹn ở phố này xong hẹn ở phố kia, đường nửa đường nửa đường kia, lúc thì bảo nhà phố Quang Trung, lúc thì bảo nhà phố Tô Hiệu, lúc thì nhà phố này phố kia. Đấy, cho nên là nó không công khai địa chỉ, mà số điện thoại thì lúc gọi được lúc gọi không. Thậm chí là một số bên thì đăng cũng quay video bán, nhưng mà lúc hỏi địa chỉ thì chả có đâu, điện thoại thì cũng lúc đó tí te. Đấy. Thứ hai là luôn luôn là kêu là tổng kho nọ, tổng kho kia. Nếu mà nó là tổng kho ấy, thì cho người ta đến xem, mua, lựa chọn, thoải mái đi. Thì tại sao lại không công khai? Đấy là cái điều giá trị đa phần là đồ dởm, đồ nhái đấy. Còn những người bán uy tín thương hiệu lâu năm ấy, người bán theo một cách đó là đề cao cái sự thương hiệu uy tín ấy, chân tình, chân thành ấy. Tầm những người đấy là còn 20-30 năm và người ta luôn công khai. Thứ hai là người ta tiếp khách bất kể ngày đêm, giải đáp những thắc mắc bất kể ngày đêm. Vì em có xem một số anh em ở Sài Gòn bán đồ cổ đồ xưa cũng như em 20-30 năm là luôn luôn là tiếp khách, coi như là anh em bạn bè là ngày đêm luôn. Bởi vì có những bác là ra ngoài Hà Nội họp hành, cũng như là đi họp tập đoàn, cũng như là đi là gặp mặt các chiến sĩ, cũng như là đi gặp mặt giao lưu họp lớp cao đẳng đại học, rồi là lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ các thứ. Thì sau khi ban ngày đi họp hành xong, ăn uống buổi tối xong rồi về qua em ngồi đến 11-12 giờ em vẫn vô tư thoải mái. Trước khi về em sẽ gọi cho cái taxi về khách sạn, coi như là kê cao gối ngủ ngon luôn, yên tâm luôn. Thì quan điểm của em là thứ nhất là đến em chân thành nhiệt tình thì em sẽ có cái kênh tiếp đón từ xa, và sau khi về là em sẽ gọi cho cái taxi xe ôm đi chỗ nào về chỗ nào, hướng dẫn chỉ được nhiệt tình hết mình. Đấy, quan điểm của em rõ ràng rồi đấy. Nha. 4.6 triệu các bác nhé. Sản phẩm bán ra luôn được bao chất, đây là những giá và những cái giá ngày Tết này rất là rẻ. Bởi vì em muốn các bác là giá ngày Tết làm sao mình có cái kính để chơi Tết, chơi du xuân làm sao cho nó vui mừng hoan hỉ cả năm. Đấy, mà thời gian em sẽ kéo dài bắt đầu từ ngày 4 đến ngày 10 rằm. Theo như một số bác là ngày 10 thì nó lại sắp hết rồi. Bởi vì các bác bảo là 10 nó thì anh lại bận công việc ở nhà, anh không lên được, đang dịch anh không lên được. Thì em để ra 10 rằm để cho 10 rằm anh lên, ok thì em sẽ kéo dài đến 10 rằm. Nên theo cũng nguyện vọng số anh em. Và em luôn luôn được đáp ứng những yêu cầu. Rất cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các phiên sau.